trình mà chúng tôi test xả nước vào xem là cái cốc khổng lồ là có thể chịu được nước không, bởi vì nước vào trong rất là nhiều, mà vào nhiều tôi nghĩ là cái áp lực nước bên trong sẽ đẩy ra giãn nở ra, nên là có thể sẽ bị vỡ cái cốc bằng nhựa như này, chế mất khoảng tầm gần một ngày mới xong. Bây giờ đang xả nước vào các bạn đấy, tiện thể là rửa luôn, rửa cái cốc khổng lồ luôn đó. Cốc này là nãy rửa nước rửa kính hơi nhiều nên ra có rất nhiều bọt. Công đoạn này mà thành công ấy thì chúng tôi sẽ bắt đầu là pha chế trà sữa khổng lồ cho đây. Ok, tôi vừa mới bơm nước đầy vào trong cái cốc khổng lồ thì là tôi chưa thấy cái điều bất thường gì xảy ra cả. Đó, rất là nhiều nước. Bơm nước vào để test cho các bạn, test xem là nó có bị bục ra không. Nếu mà nó không bục trong khoảng tầm 5 phút thì chúng tôi có thể chế tạo cái cốc trà sữa khổng lồ. Đấy, cốc trà sữa chân châu sô cô la khổng lồ to nhất thế giới. Chắc chắn là to nhất thế giới, đố bạn nào kiếm được cốc nào to như này. Đấy, không phải đơn giản đâu. Ok, cho bạn xem. Thật sự là nhìn rất là đẹp luôn đấy. Trời ơi, mẹ. Đang bốc mét nó lại bục vỡ ra rồi. Trời ơi. Thôi xong rồi. Bạn làm mất 2 ngày. Tại sao lại như vậy? Trời ơi. Rồi lại tiếp tục chế tạo lại. Mất 2 ngày các bạn. Đến hôm nay là gần 2 ngày. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip chế tạo cốc trà sữa khổng lồ đấy. Đây là một cái cốc trà sữa mà phải gọi là to nhất thế giới luôn. Ui, rất là nặng. Nhưng mà chưa cho cái gì vào cả. Đó. Rồi. Hôm nay thì tôi có mời về đây một nhân viên pha chế của New Tier Coffee ở tại Tiền Hải Thái Bình quê hương tôi đấy. Đây là một nhân viên pha chế mà gọi là rất là chuyên nghiệp luôn. Thì bây giờ em sẽ hỗ trợ anh pha chế cho anh một cái cốc trà sữa khổng lồ. Mà cái loại trà sữa mà tôi rất là thích uống ở quán New Tier đó chính là trà sữa sô cô la đấy. Thì hôm nay ở đây đã chuẩn bị sẵn hết tất cả đồ rồi, bây giờ chỉ cần pha chế thôi. Rồi, ok, đây là những cái nguyên liệu chính để có thể pha chế lên cốc trà sữa khổng lồ mà tôi yêu cầu đấy. Còn đây là bình trà, nó đã hiện sẵn cái độ C này này, đấy các bạn thấy không? Nhìn rất là chuyên nghiệp luôn, nhưng mà thôi, mấy cái này chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta sẽ tập trung vào pha chế đi. Uầy, đây là sữa đấy các bạn. Tôi đang quấy. Rồi, đang đổ sô cô la vào. Đó, đổ sô cô la vào. Thơm vãi chưởng. Tôi không nghĩ là có thể tốn kém nhiều những nguyên liệu như này. Sữa và sô cô la đổ đầy đây, còn chưa tính đến những cái nguyên liệu khác như kiểu là đá hoặc là nước, cơ thể muối. Với hộ em. Đắng quá, mới thử một tí mà đắng lắm. Kèm qua đâm ra tôi thử một tí sô la vào nhưng mà đắng. Có một sô la nguyên chất rất là đắng. Rồi, đây là cái công đoạn mà đổ sô cô la vào. Tôi chỉ sợ mà đổ nhiều nước quá nó bục cái cốc khổng lồ ra vỡ mồm các bạn. 2 ngày chế tạo ấy. Rồi ok. Rất là nhiều sô cô la. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái gì vào đây? Trân châu đúng không? Đây, đây là trân châu đen. Đó. Đây là cái gì em? Cái là hồng trà. Hồng trà, ok.
chơi cả mình luôn. Ok, tôi sẽ tự trực tiếp đổ siro đấy. Thực sự là tôi cũng rất là thích pha chế, thử uống xem như thế nào. Ngọt quá, rồi đổ. Còn chai cuối cùng. Phải đổ như này mới đẹp. Ok, hiện tại thì là tôi vẫn chưa thấy cái dấu hiệu bục ra của cái cốc khổng lồ đấy. Bây giờ thì là tôi sẽ nguấy. Vẫn chưa thấy bục ra các bạn. Bên trong có rất là nhiều sô-cô-la và trân châu. Hy vọng là nó sẽ không bị bục ra và tôi có thể thưởng thức được cốc trân châu sô-cô-la khổng lồ đấy. Trân châu này. Ok, bây giờ thì là sẽ là cái công đoạn cuối cùng là cho đá vào. Ở đây rất là nhiều đá. Ủa, lạnh quá. Đổ đá vào nào. Phải hết sức nhẹ nhàng, không là nó vỡ ra chút. Rồi. Rồi cuối. Thật ra thì là tôi phải dính băng dính vào đây để cho nó giữ chắc, bởi vì tôi sợ bục ra, mà với cái như thế này tôi nghĩ là nó có thể chịu đựng được. Và bây giờ tôi sẽ cắt băng dính ra cho các bạn chiêm ngưỡng cái cốc trà sữa khổng lồ nó có thể chi tiết hơn. Đó, đổ ra. Nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Ok, sau hơn 10 phút chế tạo cái cốc trà sữa khổng lồ thì là bây giờ tôi sẽ được thử nghiệm uống nó bằng một cái ống hút cũng rất là khổng lồ luôn đấy, rất là to luôn đấy. Rồi thèm quá, không biết là uống như nào đây. Rất là nhiều đá, rất là nhiều sô cô la và rất là nhiều trân châu kèm với sữa đấy, rất là ngon luôn. Đây thì là tôi đã chuẩn bị sẵn một cái ghế rồi. Cắm ống hút vào đây. Đấy. Bây giờ ngồi đây thưởng thức. Thật sự là tôi bình thường là tôi uống cái cốc trà sữa nó bình thường, nó bé bé này thôi, nhưng mà lần đầu tiên tôi được ngồi đây thưởng thức một cốc trà sữa khổng lồ đấy. Bây giờ uống này, nguội đã. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu thưởng thức uống trà sữa khổng lồ. Hút nào. Trà sữa mà chó nó cứ sủa. Hút mà sặc các bạn. Hút cái này nó giống hút cần. Nó không khác gì hút cần, bởi vì hút nó rất là khổ, hút phải hơi rất là dài mới uống được. Chứ bình thường là hút cái kia hút một phát là uống được luôn, cái này nó hít mãi không lên, nó khổ mãi mới được. Lấy hơi này, phải lấy hơi thật là mạnh.
thề luôn, không vào được một hơi nào. Chả nhẽ lại chụp cả mồm ở đây hút, mất vệ sinh. Không uống được thì thôi ăn chân trâu cho nhanh. Đây là chân trâu. Ngon. Như hút điếu cày. Thật sự để mà nói các bạn thì là tôi không thể uống hết được, bởi vì nó khá là nhiều. Mà với cái lượng như này, như tôi đã nói, mất mấy ngày mới uống hết được. Còn bây giờ uống hết mà chắc là đi bệnh viện luôn, vỡ bụng mà chết. Nhưng mà thật sự để mà nói thì là uống rất là ngon, ok, rất là phê, rất là mát. Chắc là tôi sẽ để đây mấy ngày uống. Nói chung là không có cái tủ lạnh nào to để đút với cốc này, nhưng mà tôi sẽ múc ra những cái cốc bé và cho trong tủ lạnh uống dần. Đấy. Rồi, thì là hy vọng tất cả các bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye nha.